Thưa quý vị, sau thời gian gián đoạn do không thể thuê mướn được cơ sở vật chất, gây bức xúc cho đông đảo phụ huynh và dư luận. Mới đây, ngày 11 tháng 9, trường quốc tế Chồi Xanh tại thành phố Hội An đã hoạt động trở lại tại các cơ sở mới. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cũng đã nhấn mạnh sẽ rà soát lại toàn diện các tiêu chuẩn quy định hoạt động đối với các trường quốc tế trên địa bàn tỉnh. Ngoài cơ sở thuê mượn thuộc trường liên cấp Victoria, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cách trường cũ tầm 20 km. Nhiều học sinh của trường quốc tế Chồi Xanh còn đăng ký học tại trường quốc tế 2S tại thành phố Hội An. Như vậy, cho đến nay, đa phần học sinh của trường quốc tế Chồi Xanh đã đến trường trở lại. Để đảm bảo quyền lợi của phụ huynh học sinh của nhà trường, hiện tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các bên có liên quan khẩn trương thúc đẩy giải quyết các tồn động về tài chính, chương trình nội dung, đặc biệt là tìm giải pháp để đội ngũ giáo viên tiếp tục được tham gia giảng dạy tại các cơ sở đang có học sinh của nhà trường. Trong dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng sẽ lập đoàn thanh kiểm tra lại toàn bộ các quy định tiêu chuẩn hoạt động của các trường quốc tế trên địa bàn tỉnh, gồm trường quốc tế Chồi Xanh và trường quốc tế 2S.